tô về con. Ba tô hay là 20 bánh chay đó? Ba tô phở, 2 bánh chay về. Đây toàn là người nhà mình hết luôn. Con cháu trong nhà luôn ha. Dạ. Ở đây mấy giờ mình có phở bán này cô? 6 giờ tới 11 giờ rồi. Bác còn buổi thế ha. Rồi mình đã bán qua app nào chưa cô? Mình có bán qua cái app nào chưa? Chưa bán app hả? À, đấy. Hôm nay thì sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi ăn một quán phở. Quán phở có một cái tên rất là hay, đó là quán phở Hạnh Phúc. Cái clip ngày hôm nay thì mình tiếp tục đi ăn theo chỉ điểm của khán giả nha. Nè, xí quách mình lấy ra mình bán kiểu phở xí quách hay là kiểu như nào chị? Muốn ăn xí quách thì một phần dày còn một sống thì gỡ ra gọi lại chị đó. À, ở đây có đặc biệt của mình có phở xí quách nữa hả? Đúng rồi, giống như là phở xí quách nè, gỡ ra thì lạnh lùng là cái gì, còn mang nguyên cục gì nè, nó vô cái tô gọi là cái thêm tô bánh không gọi là phở xíu quách, còn mang xíu quách không á thì cục gì. Dạ, mới dùng phần như vậy là mình bán xíu quách cục nhưng phải bán riêng nhiêu chị? Một phở xíu quách thì 55, còn lấy cục cục thì không thì cũng 55, nhưng mà lấy thịt nhiều hơn chút chị thôi. À, đơn giản, nói chung là ở đây là ngon mà rẻ chứ không có mắc. À, cô ơi, con tên Ái, cô tên gì cô? Con tên là Ái, cô tên gì? Cô tên Hạnh. Cô Hạnh, à, đôi phở Hạnh Phúc là tên của đúng cô rồi, đúng rồi. Có khi là tên của vợ chồng thật đó các bạn ạ. Không, hồi đó cô mới người em thứ ba, hai chị em lập nghiệp rồi hả ta, người chị tên Hạnh, người em Phúc đó. À, vậy hả. Phở Hạnh Phúc là tên của hai chị em. Quá hợp luôn, đặt cái đôi phở là thấy là muốn ăn rồi. Tô này cô đang làm cho khách là bao nhiêu đây? Cái phần này. Tô này 55 ngàn. 55 ngàn của tái rồi. Quán này thì tính ra quán mình mở được lâu chưa cô? Hả? Quán mình mở được lâu chưa? Ba mươi mấy năm rồi đó. Ba mấy năm rồi, ôi. Thế là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, ở trên Hậu Giang. Bởi vì hỏi tới là cô sống mặt. Dạ. Ôi rồi, vậy hả? Rồi ngày từ khi mở ra là ở đây luôn hả cô? Hả? Từ khi mở ra là ở đây luôn hả cô? Trên Hậu Giang. Hậu Giang. Nhà đây hả? Dạ. Cái này về nhà. Ủa, cái phở cô bốc cái mùi lên thơm quá. Ủa,
giống như cô bán vậy, qua một tờ hết là chừng nào hết thịt đó, hết cái mâm này là cô mới sắc thịt lên tí. Dạ. Cô không có sắc gì. Vâng. Cho nên cái dừa sắn mì, chứ mình là chắc hai vợ chồng mà gì đó chị. Đúng chưa? Cô bán là vợ chồng, vợ chồng. Dạ. Cô mới sắc thịt mới một tí. Vâng. Thôi cô là xúc động rồi. Cô Hành là một người sống rất là tình cảm, quá tình cảm luôn, dạt dào luôn, tình cảm dạt dào luôn. Nhắc tới chuyện xưa cũ cái là lại muốn rơm rớm nước mắt. Cô ơi, cho con mang cái bích này cho cô một cái nha. Dạ. Ở đây mình có tô đặc biệt không cô? À, tô đặc biệt là 75 ha. Cái nghề này là của cô hả? Nghề của má để lại. À, nghề của má để lại. Cô Hành là người Sài Gòn hả cô? Cô đúng rồi, cô ở thành phố, sanh ở đây luôn. Dạ. Cô với cậu ba sanh ở đây luôn. Dạ. Rồi bây giờ cậu ba Phúc của bây giờ còn bán được không? Quán cô sạch sẽ quá cô nhỉ. Đó, cô sạch sẽ quá. Rồi bây giờ là cô là mấy người con, là có ai ra bán phở không cô? Không, có mình thằng trai nãy đó, thằng nhỏ đó thôi. Có mình đó, nó qua nó phụ ba nó. Dạ. Bây giờ ba nó dạy cho nó làm này làm kia là nó biết chút đỉnh. Vâng. Rồi mấy đứa này cũng như nó phụ cho cô một buổi, rồi cái buổi chiều á nó đi làm cái khác, làm thêm mấy đứa thanh niên á. Dạ. Rồi cô ba thì về hưu. Vâng. Chị em thương với nhau lắm. Dạ, thương yêu nhau cô ha. Rồi nghe cái toán thờ là thấy à, ở trong này thì cô Hồng rất là nhiều xương các bạn này. Nhỏ nó là thứ 8 á. Nhỏ mẫu Hồng á là em út thứ 8. Dạ. Đấy. Cái này là mình Hồng mình lấy nước dùng xong rồi mình bắt chiếc bát luôn cô ha. Đúng rồi, đúng rồi. Trưa này là Hồng á con. Hồng mà nguyên đêm luôn. Vâng, ôi, thế nó mới ra được cái nước đúng rồi. Hầm nguyên đêm luôn. Hầm vậy đó, chiều cái hầm ngâm, ngâm cái sáng, khuya mở lửa hầm tiếp đó. Nè đó. Yeah. Bây giờ thì còn xí bách thôi, nó ra nước hết rồi. Ừ. Yeah. Mình bán đây lâu như vậy chắc khách mối cũng nhiều cô nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Không, khách nào mà vô nhìn mặt quen biết liền, biết ăn gì luôn không? Nhờ mối biết. Dạ. Cũng như nói khách mỗi ngày như gì vậy đó, cái cô đứng quen lâu cái cô biết nhờ mối gì đó biết. Chị trai, em đi sáu mấy tuổi cái sức sắc lắm á, chỉ nhớ hảo phở tiêu ở đây không nguyên vàng còn nhỏ thì không nhớ chỗ này nhớ ghê vậy luôn á hả? Quen rồi, đứng có chỗ quen rồi quá trời luôn ha, sáu mấy rồi à, tức là ai vào cái là biết liền luôn ha. Đúng rồi. À, quá trời. Tức là phở cứ tới tấp tới tấp, từ khi mà nhớ ra làm phở cái thành món rồi em khi ăn có món. Con mà thứ bảy chủ nhật con lại á, chọn cái mâm thịt cô sắc dung luôn á. Vâng, ôi nhiều lắm, nhiều nói lắm, chung là giờ một tuần lễ nhờ được 2 ngày. Cái thí dụ mà khách đầy á, cái lên lầu đó. À, mình có trên lầu luôn cô ha. Đúng rồi. Cô nói là như vậy là ở đây thứ bảy chủ nhật là bán còn đông kinh khủng khiếp nữa. Vâng, bán nhiều chị ha. Còn đúng rồi, còn ngày thường dạng là qua được chị, cái là mình đây tới 11 giờ. Con thấy phở buổi chiều tối người ta ăn nhiều, mình bán cả buổi chiều tối luôn cô. Hả? Sao? Mấy đứa nhỏ nó đi làm buổi chiều hết rồi con. À. Rồi cô chú làm không sể. Quán cô cái quầy sạch sẽ quá, thấy cô lau liên tục luôn. Ai bao giờ phải thức dậy làm cái này hả? Thì bởi vậy khuya thức rồi cái hỏi con sao làm nguyên ngày nổi. Yeah. Đúng rồi, thường thường những quán phở mà mở bán buổi sáng là mà mấy giờ sáng là phải thức rồi con ha, 3-4 giờ sáng là phải thức làm rồi. Ở đây mình quán mình có số điện thoại đó giao hàng hả cô? Đúng không con? Cái số đó là mình giao hàng hay sao cô? Đúng rồi, bưng đi. Bưng đi.
bưng đi không mà ít cái dao lắm con, không dao luôn. Không dao luôn ha. Rồi. À, tức là phạm vi là một cây số hả con? Đúng rồi, bưng vòng vòng đây nè con. Dạ. Còn đi dao thì cô không có làm, không có kịp. Vâng. Dao thì cô không kịp, không có người. Nước phở thơm quá. Thơm không? Dạ thơm quá. Thơm. Ở đây quán thì là sạch quá nè, trong người trong nhà không sạch sẽ thoáng mát, quá trời quạt luôn, tha hồ mát. Cô làm cho tụi con một phần đi con. Một phần một tô. Dạ đây. Một tô ăn đây. Ăn đây đi. Khoan đây. Lấy đại thứ miếng ăn đủ thứ đi cho biết đi. Vâng, cho con tô thập cẩm đi con. Ừ. Dạ, cho con tô thập cẩm. Rồi. Hai cô cho con một tô thường và một tô sập cẩm luôn đi con, cho con hai tô. Hai tô đủ thứ cho em ha. Dạ vâng, hai tô đủ thứ. Chị lấy hết trong nha. Dạ, cho em một tô có mở nồi nha chị. Mở nồi hả? Ăn này em chị làm cho tô ăn. Vâng. Ăn thử đi. Dạ thử cái đó cho ngon á chị. Làm tô nhỏ nhỏ thôi, coi chừng nhiều khi ăn không quen ngán á. Dạ. Lấy nước trong đi nghe. Trong xương cỡ ra. Để này dạ. Chị làm riêng chén béo cho anh dễ. Vâng. Rồi Tấn, bữa nay có sụn rồi Tấn ơi. Khách mới của hả? Mới à? Mới phường 1 không? Dạ. Để mở lửa lên đi chị. Mở lửa lên đi cho nó nóng. Mì tái hiểu duyên. Rồi. Dạ. Rồi đủ thứ cho chung với anh Tấn với hai. Mì tái hiểu duyên. Hai bát phở này có hai đứa rồi. Vâng, thì cho em ra ngoài bàn ngoài này nhé chị. Cái này là 75 đúng không chị? 55 con. 55 hả? Dạ. Rồi, nè, cái này mì tái lưỡi viên, rồi có anh Tứ với đủ thứ. Cái hai áo đen này được rồi. Cô không dám mở lửa lớn, sợ cái khói vô cái máy của con, chứ cô bán cô mở lửa lớn lắm. Ôi dồi ôi, con cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đâu có xài điện đâu, xài ga không. Dạ con nè, đi chung với anh Tấn. Đây là quán phở Hạnh Phúc. Địa chỉ của quán mình là số nhiêu vậy chị nhỉ? 180 Gia Phú nha các bạn. Ở đây thì mở bán từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới 12 giờ trưa. Và hiện tại thì cô chưa có bán qua app nào cả. Cô ơi, ở đây có cái tô 75 là như thế nào vậy cô? Vâng, cô có thể cho con một cái tô 75 được không? Dạ. Chị? Để con giới thiệu cho mọi người biết một tô mắc nhất như thế nào, một tô rẻ nhất như thế nào không cô? Rồi con ăn hết không? Dạ, chết. Có khách nào cần ăn một tô không cô? Hả? Có khách nào cần ăn một tô không? Chưa hết rồi, đã kêu hết rồi. À, kêu hết rồi ha, dạ. Vâng, không. Ăn hết luôn cô, chấp nhận ăn hết luôn.
Dạ vâng, cho con một, cho con một, cho một cái bánh của cô đấy thì nó nhìn vào thì nó rất là bình dân các bạn, bình dân nhưng mà đường cái nó sẻ sẻ. Mấy cái bà nó kiểu không có mới mẹ gì đâu, nó còn hơi cù cũng ba mấy năm rồi mà. Nhưng mà đường cái là hình như mình có cảm giác được lau chùi liên tục, nó nhìn nó rất là sạch sẽ nha các bạn. Ở đây thì phở của cô thì có 55, 60, 65, 70, 75 gì đó. Nói chung là từ 55 ngàn cho tới 75 ngàn là mắc nhất nha. Hôm nay thì mình gọi ra cả hai phần luôn các bạn này. Đây là một cái tô 55 ngàn. Tô 55 ngàn thì đấy, nó sẽ có gân ha. Gân rồi đạm rồi cái này chắc lưỡi để bổ viên 55 ngàn là có thập cẩm luôn các bạn ha, rồi có tái. Ở đây thì nó thì phở thì các bạn có thể gọi theo kiểu một phần hoặc là nhiều phần, nhiều loại khác nhau, cái topping á, tùy ý nha. Đây là một tô 55 ngàn ha. Và đây là một cái tô nó cao giá hơn chút xíu, 75 ngàn. Thì mọi thứ thì nó cũng, về topping thì cơ bản thì nó cũng giống như tô 55 ngàn. Ừ, nó có cà phèo các bạn này, nhưng mà nó sẽ nhiều hơn một chút. Nó sẽ nhiều phần thịt hơn chút xíu và sẽ ăn trong cái tô bự hơn. Đấy, đây là tô có giá là 75 ngàn ha. Nói chung là cũng rất là chất lượng nha các bạn nha. Chất lượng đấy, tô bự rất là chất lượng. Ăn kèm với nó thì mình thấy có dưa giá, rau giá này, hành. Rồi là ở đây thì có một cái phần gọi là cái phần thịt nạm ngựa ra đó. Cái này thì mình có kêu thêm một phần. Phần này thì có giá là 55 ngàn luôn. Cái này là thịt trong cái phần xương hầm gỡ ra đó, cái này rất là ngon. Các bạn có thể ăn thêm phần này nha. Tô này thì cũng có giá là 55 ngàn. Đấy. Nói chung các bạn, ở đây thì còn có ăn rau kèm thêm nha. Ở đây thì có các loại rau thơm. Trước trên bàn thì mình sẽ thấy đặt một cái đồ rau sẵn như vậy. Cô Hạnh rất là xúc động các bạn, cứ một lần nhắc đến quán cũ ngày xưa mình nghĩ là sẽ có một cái kỷ niệm nào đó gắn bó với cô ngày xưa. Mình thấy cô xúc động quá nên là mình không có dám hỏi sâu hơn, nhưng mà mình nghĩ là đây là một quán phở của cái này, nó sẽ gắn bó, nó sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm và cũng có thể có những cái thăng trầm trong nó, nhưng mà mình nghĩ là kỷ niệm nó sẽ nhiều hơn, có nhiều cái kỷ niệm mà một lần nhắc tới là cô lại xúc động. Đấy. Rồi, mời cả nhà nha. Wow, cái nước nó ngọt chứ, đậm đà chứ trời. Nó thơm. Nó không có bị gắt bò mà nó thơm nó. Thơm ngọt, ngọt kiểu ngọt xương, ngọt. Nó ngọt kiểu ngọt dứa, ngọt kiểu chịu lắm các bạn ạ. Ở B thì ăn thì có sa tế, rồi có tương đen, tương đỏ, rồi có nước mắm. Ăn theo kiểu nào tùy thích nha các bạn. Đấy. Ở đây thì cái này cái chén gì cái gì cái này cái gì đây anh? Cái này là trà đá hả? Trên bàn có một ly trà đá, anh ơi cho em ly trà đá anh. Trên bàn có một cái ấm trà đá, nhưng mà mình nghĩ là nhưng mà không có ly sẵn, các bạn phải kêu một ly trà đá ra rồi sau đó là uống hết rồi thêm nhiều thêm kiểu vậy đã cũng hay. Nói chung là tô này nhiều nữa các bạn, tô 75 bát xi mông nhiều lắm. Cái này mình gọi tô 75 có hỏi anh có hết không. Thực sự thì mình muốn gọi tô mắc nhất để cho các bạn tham khảo, mà tôi thường thường thì mình tới một quán á thì mình sẽ gọi một tô mắc nhất và một tô rẻ nhất để cho các bạn tham khảo. Cảm ơn anh, để cho các bạn tham khảo là giá của từng phần nó như thế nào. Cũng có một số bạn gọi là mình luôn luôn ăn tô mắc để anh quay phim ăn tô rẻ, nhưng mà thực ra thì sau khi cúp máy anh quay phim muốn ăn nhiều ăn. Ngon quá trời. Ngon chưa? Từ nước phở ngon các bạn ạ.
nói về các món nước, mà cái nước mà ngon là tất cả mọi thứ nó đều ngon theo. Cái nước cũng nấu rất là ngon, thơm, đậm đà. Đây có phần nạm các bạn ạ. Nói chung là tôi tập cầm đầy đủ thì có nạm, rồi có tái, có gân. Cái nạm ở đây cô cắt rất là mỏng, mà cái nạm ăn nó không có kiểu nó mềm lắm, nạm nó mềm, nó không có bị khô bị xác á. Nói chung là cái đồ tôm bình trong này là cô hầm nó mềm các bạn ạ, mềm mà. Nhưng mà mềm vừa phải đấy nhỉ, mềm vừa đủ vẫn còn cái độ dai cho mình ăn, chứ không phải là mềm cái mềm xèo. Ồ, nói chung là ở đây mình thấy là mấy cái đồ mà tốt bình trong đó, tất cả tốt bình nó đều mềm các bạn ơi, từ nạm cho tới gân cho tới tái, tất cả mọi thứ hầu như đều mềm hết. Ở đây có một cái phần gọi là cái phần thịt mà xé từ trong cái phần xương hầm ra đó, các bạn có thể gọi thêm phần này nha. Này, nói chung là cái phần thịt này nó rất là ngon. Đây là một cái quán phở mà ngày xưa thì cô đã từng bán ở đường Hồng Bàng. Lúc này mình cũng quên hỏi là đường Hồng Bàng là chỉ cho bao nhiêu đi. Nhưng mà bây giờ tôi chuyển về đây cũng được hơn 10 năm rồi. Đây là tiếp tục là một quán phở mình đã đi ăn theo sự chỉ điểm của khán giả nha. Quán này do một cô chỉ điểm. Cảm ơn cô rất là nhiều. Trên YouTube đó, bây giờ có một cái điều là cái tên người dùng á, thì YouTube nó không hiển lên, nó chỉ hiển lên cái đuôi của cái mèo thôi, cho nên đôi khi cũng biết là tên gì nữa. Nhưng mà nhân đây cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Đây là một quán phở có tên là Hạnh Phúc nha. Quán này thì được cái là nhỏ gọn, thoáng mát và sạch sẽ, và quán thì nói chung là ở đây thì cái nước phở rất là ngon, làm cái phở rất là ngon, nước phở đậm đà, thơm ngon lắm, sạch sẽ nữa. Nói về giá bán thì mình đây mình thấy là đây một cái giá nó ổn các bạn ổn. Về phần địa chỉ thì mình lúc này mình đã có giới thiệu phần đầu video rồi. Mình cái địa chỉ thì mình sẽ ghim thêm một phần mô tả video, và ở trong đó thì mình sẽ để luôn một cái định vị Google nha. Nếu cô chú anh chị mà không lành đi thì có thể nhấp vào đó đi cho nó dễ nha. Rồi nha, nếu mà các bạn thích ăn phở, chưa từng ăn phở Hạnh Phúc thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này có thể ghé vào ăn thử nha. Quán thì cô bán rất là sớm, mà cô bán tới trưa là không nghỉ rồi. Rồi nha, còn riêng video này chắc mình xin phép là tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về món ăn ngày hôm nay nha. Nói chung các bạn nam thì có thể tô 75 nha, còn không thì mình nghĩ ăn tô 55 là quá thoải mái rồi. Ở đây á, thịt mềm, nạm mềm, gân mềm, và thứ đều mềm, mềm vừa tới cho mình nhai á.
cái mềm của làm đồ nó khác với cái mềm của mềm đục nha các bạn.